Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Chào buổi sáng. Chương trình được phát trực tiếp hàng ngày trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Chương trình sáng nay 29 tháng 6 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 325 năm thành lập thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và kỷ niệm 47 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình chính thức dinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô trong nước. Liên tiếp các vụ lọt đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn. Bữa sáng mùa thi tiếp sức yêu thương. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 325 năm thành lập thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh 1698 năm 2023 và kỷ niệm 47 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức dinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2023 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khai mạc tối qua tại công viên 23 tháng 9, quận Nhất. Chuỗi sự kiện bao gồm các hoạt động trưng bày, sắp đặt, triển lãm, giới thiệu những hình ảnh kể từ khi khai quang lập ấp, quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, trình diễn khinh khí cầu, biểu diễn nghệ thuật đường phố, trình diễn thời trang, ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, tuyên dương gia đình văn hóa hạnh phúc. Các sự kiện tập trung khắc họa sinh động hình ảnh thành phố Sài Gòn gia định trải qua 47 năm chính thức dinh dự được mang tên của Bác. Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một trung tâm lớn của cả nước về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, từng bước vươn tầm khu vực Đông Nam Á, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Và tối qua tại quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, liên hoan búp sen hồng lần thứ 26 khu vực phía Nam đã bế mạc sau 3 ngày diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi. 41 chương trình nghệ thuật được trình diễn với hơn 200 tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, đặc sắc và đậm chất văn hóa vùng miền đã tạo nên sự sống động của liên hoan. Đến với liên hoan, các đoàn đã tham gia hoạt động tích cực với tinh thần đoàn kết, thân ái và học tập trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ, an sinh xã hội, chương trình đồng diễn múa rôm vong, điệu múa của đồng bào dân tộc Khmer. Liên hoan lần này, ban tổ chức đã chọn ra các tiết mục xuất sắc đến từ các nhà thiếu nhi ở các tỉnh Bình Dương, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, Cà Mau và Tây Ninh. Cúp truyền thống đăng cai liên hoan búp sen hồng lần thứ 27 năm 2024 đã được trao cho Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên. Thưa quý vị và các bạn, chuyện tạm gác lại công việc, trở về nhà ăn cơm cùng gia đình tưởng như đơn giản, nhưng trong nhịp sống tất bật ngày nay, những bữa cơm gia đình đông đủ thành viên đôi khi lại là một câu chuyện khó của không ít gia đình. Khi mối liên kết trong gia đình bắt đầu lỏng lẻo thì những vấn đề xã hội bắt đầu phát sinh. Từ nhiều năm qua, bữa cơm chiều của gia đình chị Nguyễn Thị Dung ít khi đông đủ thành viên. Ba chưa về hả mẹ? Chưa, con cha bạn về chưa xong, chút nữa là cha về. Dạ. Vậy ba hoặc là mẹ của con đi làm về trễ nên con không được ăn cơm đủ mọi người. Nên là con rất là buồn. Con ngóng ba về ăn cơm chung với con. Ảnh đi làm, tôi cũng đi làm. Ảnh gì đi về trễ. Khi nó mặn rồi tôi cũng đi về trễ nữa. Gán làm kiếm thêm, đừng chút đỉnh, đừng lo cho trong gia đình. Theo khảo sát xã hội về bữa cơm gia đình cho thấy, hiện ở các thành phố lớn có tới 40-50%, thậm chí hơn 50% gia đình không còn duy trì thường xuyên bữa cơm gia đình truyền thống, quây quần các thành viên. Nhiều gia đình cuốn theo công việc, thiếu sự chia sẻ, quan tâm lẫn nhau kéo dài là một trong những nguyên nhân của sự đổ vỡ trong hôn nhân, đồng thời gây ra nhiều vấn đề trong việc giáo dục con cái. Cơ sở cai nghiện ma túy đang quản lý và điều trị có rất nhiều trường hợp đặc biệt
các em vướng vào quan tí là nguyên nhân nó nằm ở gia đình. Những bạn này thiếu sự quan tâm của cha mẹ, có những em gia đình đổ vỡ, cho nên là các em vào đời sớm, nên là không có cái sự dìu dắt của cha mẹ, không có sức đề kháng trước những cái cám dỗ của xã hội, đặc biệt là các tệ nạn xã hội. Một gia đình hạnh phúc thì khi là đảm bảo được các cái yếu tố như là ấm no, tiến bộ, văn minh thì nó sẽ có hạnh phúc. Thì hạnh phúc gia đình bắt nguồn từ những cái điều rất là nhỏ trong gia đình, thể hiện cái sự gắn kết của các thành viên trong gia đình, xây dựng được bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Trong cái nhịp sống hối hả của ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất là mong muốn là mỗi cá nhân hãy dành ra một cái thời gian thích hợp cho gia đình mình. Dù đó chỉ là một cái khoảng thời gian ngắn ngủi trong ngày để cùng chơi với con, cùng ăn một bữa cơm gia đình hoặc là cùng xem một cái chương trình TV thì cũng là những cái yếu tố để gắn kết tình cảm gia đình. Hãy gác lại công việc, trở về nhà và ăn cơm cùng gia đình. Một bữa cơm chiều ấm áp sẽ giúp gia đình thêm gắn kết, thương yêu nhau, là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, rất cần được phát huy, gìn giữ. Bởi vì xây dựng gia đình hạnh phúc cũng chính là xây dựng xã hội văn minh. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, từ ngày 1 tháng 7, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước giảm 50% so với hiện nay. Đó là nội dung Nghị định 41 được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành hôm qua 28 tháng 6. Theo đó, chính phủ giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước đăng ký lần đầu. Thời gian áp dụng 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm nay, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10 năm 2022, quy định về lệ phí trước bạ. Các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Cục Đăng kiểm Việt Nam hôm qua cho biết tính đến thời điểm 28 tháng 6, hệ thống tra cứu gia hạn kiểm định đã cập nhật số liệu tới hết năm 2023 với 827.000 giấy chứng nhận và tem kiểm định cho các xe có hạn kiểm định đã được hệ thống quản lý của Cục cập nhật. Số giấy xác nhận cho các phương tiện có thời hạn kiểm định trong 6 tháng đầu năm 2024 còn khoảng hơn 527.000 giấy sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ xe vào trực tiếp địa chỉ gia hạn xcg.vr.org.vn để thực hiện tra cứu và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định. Chủ xe chỉ nên tra cứu những xe thuộc đối tượng được tự động giãn chu kỳ kiểm định, bao gồm xe ô tô con không kinh doanh vận tải, được kiểm định trước ngày 22 tháng 3 năm 2023, được cấp giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn nằm trong khoảng từ ngày 3 tháng 6 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 và thời gian tính từ năm sản xuất đến năm kiểm định nằm trong khoảng 0 đến 7 năm hoặc 13 đến 20 năm. Chương trình tiếp tục với thông tin trên lĩnh vực giáo dục. Tối qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi công điện khẩn sau vụ lọt đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán và môn văn. Bộ trưởng nhấn mạnh nguy cơ sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử đã được dự báo và nêu tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm được tập huấn trong thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp thí sinh cố tình sử dụng thiết bị công nghệ cao chuyển đề thi ra bên ngoài. Và cũng chính vì lý do này, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quán triệt ban chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo tăng cường phổ biến nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi, yêu cầu cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi phải tập trung cao độ, vận dụng các kiến thức kỹ năng đã được tập huấn để ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử. Bộ yêu cầu các địa phương kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, cần tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng an ninh để có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi trên địa bàn, đặc biệt là phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng công nghệ cao để vi phạm quy chế thi. Các địa phương chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình diễn biến kỳ thi, việc xử lý những trường hợp vi phạm quy chế và các tình huống bất ngờ để kịp thời tuyên truyền, cảnh báo, răn đe.
Và hôm nay thì thí sinh cả nước tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023 với bài thi tổ hợp và môn thi ngoại ngữ. Và trong sáng nay, các thí sinh dự thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên với các môn thi thành phần là vật lý, hóa học, sinh học và bài thi khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Thời gian dành cho mỗi môn thi thành phần là 50 phút. Buổi chiều, các thí sinh dự thi môn ngoại ngữ trong thời gian 60 phút. Vào chiều qua, khi kết thúc ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh Vĩnh Long có 16 thí sinh vắng thi môn văn và 18 thí sinh vắng thi môn toán. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 99,8%. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm thi được đảm bảo, không có giám thị hay thí sinh vi phạm quy chế thi. Thưa quý vị và các bạn, Tiếp sức mùa thi là chương trình quen thuộc với thanh niên, sinh viên, các thí sinh, phụ huynh và toàn xã hội, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần vào thành công chung của kỳ thi trung học phổ thông năm nay. Và 1.400 suất cơm trưa không đồng đã được phát cho các thí sinh từ các địa phương có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Đây đã là năm thứ 7 bếp cơm không đồng tiếp sức mùa thi được tổ chức thực hiện. Sáng sớm hôm qua, ngày thi đầu tiên, tại bếp cơm bán trú trường tiểu học Tân Phú B, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, hơn 40 tình nguyện viên là các thầy cô giáo, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các nhóm thiện nguyện đã tham gia hỗ trợ chung tay nấu các suất cơm không đồng để trao tận tay các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa. Mỗi phần đều được chuẩn bị đầy đủ cơm, canh, đồ mặn, đồ xào, khăn lạnh, nước uống, sữa chua. Đây không chỉ là những suất cơm thông thường, mà đó còn là tình cảm, sự động viên, tiếp sức cho mỗi thí sinh. Còn tại Vĩnh Long, với mong muốn chia sẻ, động viên các em học sinh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2023 được tốt hơn, thầy Lê Văn Hoàng, giáo viên trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt đã chuẩn bị hàng trăm phần ăn sáng để hỗ trợ cho các em học sinh và phụ huynh. Mỗi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thầy Lê Văn Hoàng đều chuẩn bị những phần ăn miễn phí cho các thí sinh. Năm nay, gia đình thầy chuẩn bị hơn 300 phần ăn sáng với kinh phí khoảng 7 triệu đồng để hỗ trợ các em học sinh trong 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là hoạt động ý nghĩa, giàu tính nhân văn đã và đang được lan tỏa trong kỳ thi quan trọng này. Từ năm 2017, thì gia đình chúng tôi đều có cái tổ chức cái mình làm cái việc đó là nấu cơm từ thiện hay là ăn sáng cho các em. Nhưng mà năm nay thì gia đình chỉ làm ăn sáng cho các em thôi. Đó mình để hỗ trợ cho các em, đặc biệt là những cái em có cái hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng rằng tất cả các em đều vượt qua cái kỳ thi chúng ta thành công. Giúp đỡ các em là mình, đó là một cái niềm vui của tôi. Tôi xin chúc là các em vượt qua cái kỳ thi này là thành công tốt đẹp. Sự tiếp sức của thầy Hoàng không chỉ hỗ trợ về vật chất mà hơn hết là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các em học sinh. Nhận được những bữa sáng ấm áp, tình cảm, học sinh rất phấn khởi, được tiếp thêm niềm tin, động lực để các em hoàn thành tốt bài thi của mình. Khi em nhận được phần ăn sáng này, em cảm thấy rất là vui và biết ơn. Phần ăn sáng giống như là tiếp thêm động lực và trong đó như là chứa đầy sự quan tâm của các thầy cô dành cho chúng em. Chúng em sẽ cố gắng làm bài thật bình tĩnh, tự tin để đền đáp lại cái tấm lòng của mọi người. Mỗi phần ăn sáng tuy không mang giá trị cao về vật chất, nhưng là một việc làm có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm hết lòng vì các em học sinh của thầy. Đó cũng là cách người lái đò Lê Văn Hoàng gửi gắm thông điệp yêu thương, tiếp thêm sức mạnh cho các em học sinh vượt thành công cột mốc quan trọng của cuộc đời.